các mẹ, chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Hãy để Kids Plaza giúp bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới các mẹ một sản phẩm vô cùng hữu ích giúp hỗ trợ bé trong việc tập uống một cách dễ dàng hơn. Đó là chiếc cốc tập uống Falim INT1011C. Đây là một sản phẩm giúp bé có thể tập làm quen với việc uống nước một cách dễ dàng hơn. Chiếc cốc tập uống Falim này được thiết kế với khả năng chống sàn cao, giúp các bé có thể an toàn khi uống tập uống với chiếc cốc này ạ. Như các mẹ có thể thấy trên tay tôi, đây là chiếc cốc tập uống nước Falim. Phần thân bình và phần lắp bình là bằng chất liệu nhựa PP cao cấp, đồng thời không chứa chất độc hại PPA. Đây là một chất cấm đã được quy định đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của bé. Phần ống hút được làm bằng chất liệu silicone rất mềm mại và nhẹ nhàng, giúp hỗ trợ bé có thể tập uống một cách dễ dàng hơn ạ. Phần trên phần thân chiếc cốc này được in những hình rất ngộ nghĩnh đáng yêu, sẽ thu hút được bé, giúp cho bé thích thú với việc tập uống này. Với thiết kế phần tay cầm giúp bé có thể dễ dàng hơn trong việc tự tập uống nước, tạo cho bé tính tự giác. Phần lắp bảo vệ của chiếc ống hút được thiết kế gắn liền giúp bảo vệ chiếc ống hút này vệ sinh hơn. Các mẹ cũng có thể dễ dàng vệ sinh chiếc cốc tập uống này cho bé với các bộ phận được tháo rời ạ. Với phần thiết kế ống hút được thiết kế đặc biệt giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của bé, không gây sạc cũng như là đầy hơi khi bé tập uống. Đồng thời với thiết kế nhỏ gọn, chiếc cốc tập uống Falim có thể rất tiện lợi khi cho bé tập uống ở nhà hoặc là mang đi xa, rất tiện lợi ạ. Các mẹ có thể sử dụng chiếc cốc này cho bé từ 9 tháng tuổi trở lên. Trước khi cho bé tập uống bằng chiếc cốc này thì các mẹ nên tiệt trùng qua nước sôi hoặc là sử dụng những máy tiệt trùng chuyên dụng để đảm bảo an toàn vệ sinh nhất cho bé. Trên đây tôi đã giới thiệu về những đặc điểm nổi trội của chiếc cốc này. Tin chắc rằng đây sẽ là một sản phẩm rất hữu ích và giúp bé có thể tập uống một cách dễ dàng hơn. Hiện sản phẩm đang được bày bán trên tất cả các cửa hàng của hệ thống Kids Plaza. Các mẹ có thể truy cập vào website kidsplaza.vn hoặc liên hệ với số hotline 1900 6090 để được tư vấn, hỗ trợ và đặt hàng một cách tốt nhất. Kids Plaza xin cảm ơn. Hẹn gặp lại.